Xin chào tất cả mọi người, hôm nay Bất Động Sản Nhỏ Tốt xin trân trọng gửi tới quý khách hàng một căn nhà xây dựng độc lập tại Mậu Lương, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với căn nhà xây dựng độc lập, thông số nhà như sau: diện tích là 37m², hướng nhà là hướng Đông Bắc, thiết kế và xây dựng là 4 tầng và cái căn nhà này đã có đầy đủ sổ đỏ, giấy tờ pháp lý hợp lệ, chính chủ bao toàn bộ phí thuế sang tên sổ cho khách hàng và đặc biệt là có hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng với cái thời gian ưu đãi nhất, tối đa là 25 năm và tối thiểu là 3 năm. Với cái nhà này thì quý khách hàng chỉ phải chi trả trước khoảng tầm 900 cho tới 1 tỷ tiền mặt. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ mình vay vốn trong vòng 25 năm nha quý vị. Với vị trí cái ngôi nhà này là nằm trên mặt ngõ nha mọi người. Ngõ trước nhà 2m2, cách với trục đường ô tô đi lại nó chỉ khoảng tầm 30m thôi thưa mọi người. Và vị trí của ngôi nhà này rất là gần với chợ dân sinh. Cái vị trí này đi ra chợ dân sinh nó chỉ khoảng tầm 100m thôi mọi người ạ. Và cách với trường mầm non, trường tiểu học Kiến Hưng nó chỉ rơi vào phạm vi bán kính khoảng tầm 500m. Từ vị trí ngôi nhà này mà đi ra tới các bệnh viện lớn, bệnh viện Quân y 103, bệnh viện K Tân Triều, bệnh viện Lê Hữu Trác, bệnh viện 09 thì nó rất là gần, chỉ phạm vi bán kính 1,2 km thôi mọi người nha. Cách với trục đường Sa La Nguyễn Xiển nó chỉ khoảng tầm 500m. Cách với lại cái công viên lớn nhất của miền Bắc, công viên Chu Văn An, nó cũng rơi vào phạm vi bán kính khoảng tầm 1 km thôi thưa mọi người. Sau đây Ngọc Ánh xin kính mời mọi người theo em vào phần cụ thể tầng 1 của ngôi nhà để khám phá ngôi nhà, xem ngôi nhà này thiết kế như thế nào nhá. Với diện tích 37m² có hợp lý hay không? Toàn bộ phần mặt tiền của ngôi nhà như quý vị nhìn thấy thì đã được ốp đá granite và cái phần mặt ngoài của ngôi nhà là được sơn toàn bộ hết rồi. Cửa chính của ngôi nhà thiết kế hai lớp cửa, bên ngoài là sắt hộp sơn tĩnh điện và bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Và phần Ngọc Ánh đang đứng ở đây đó chính là phần để xe của cái căn nhà này nha mọi người. Nó chính là phần để xe, chủ đầu tư có lát gạch riêng kích thước 60-60. Với căn nhà này 37m, thiết kế rất là rộng và hợp lý mọi người ạ. Tầng 1 là khu vực để xe và phòng bếp. Thì mời quý khách hàng theo em vào phía phòng bếp để khám phá cái phòng bếp của ngôi nhà này. Đây chính là cái gian phòng bếp mà chị em phụ nữ nội trợ nào cũng rất là thích. Toàn bộ cái tủ bếp này được thiết kế là gỗ xoan đào nha mọi người. Phụ kiện bếp đi kèm được thiết kế là chất liệu inox 304. Chậu rửa bát cũng như là vòi rửa được thiết kế đầy đủ. Mặt bếp ốp toàn bộ đá granite. Xung quanh bếp ốp kính cường lực hải long nha mọi người. Đó. Với cái phần hoàn thiện của ngôi nhà này thì quý khách hàng chỉ việc dọn đồ về và ở ngay. Bởi vì sao ạ? Hoàn thiện hết phần sơn, phần gạch, trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Ở đây hồ sơ điện, hồ sơ nước đã được lắp đặt đầy đủ với cái ngôi nhà này. Nước sạch quận Hà Đông và điện lực Hà Nội. Toàn bộ phần phòng bếp của ngôi nhà thì chủ đầu tư là ốp một loại gạch riêng 60-60 vân đá. Khá là hợp lý nha mọi người. Gian phòng bếp thì rất là rộng. Đó. Ngoài ra ở phía tầng 1 của ngôi nhà được thiết kế thêm một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh thì đầy đủ hệ thống bồn cầu cũng như là vòi rửa, vòi chậu và hệ thống máy bơm nước tự động lên trên 4 tầng của ngôi nhà. Tiếp theo gửi đến quý khách hàng đó là cái chất liệu làm nên cái tay vịn cầu thang. Được thiết kế hoàn toàn là gỗ lim Nam Phi nha mọi người. Mặt bậc cổ bậc cầu thang được ốp đá đen trắng, đá tự nhiên. Và tiếp theo mời quý khách hàng theo chân Ngọc Ánh lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà, khám phá tầng 2 của ngôi nhà xem là ngôi nhà này thiết kế như thế nào nhá. Chủ đầu tư cố tình thiết kế phòng khách ở trên tầng 2 nha mọi người, để cái không gian ở dưới tầng 1 phòng bếp và phòng để xe rất là rộng. Còn ở đây chính là phòng khách đặt ở phía trên tầng 2 như quý vị nhìn thấy, khá là rộng. Và ở khu vực phòng khách thì có vách ngăn CNC ngăn cách giữa cầu thang và khu vực phòng khách. Đồng thời với căn nhà này, chủ đầu tư thiết kế một cái giếng trời cũng như là ô thoáng toàn bộ ở cái khu vực phòng các tầng, tầng 2, 3, 4 nha mọi người. Phần phòng khách này cũng được chủ đầu tư lắp đặt đầy đủ trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng rất là hợp lý. Và trên cái khu vực phòng khách và phòng ngủ này cũng được lát toàn bộ cái kích thước gạch là 60-60 và cái vân gạch nó khác với lại tầng 1 nha mọi người. Tiếp tới đó là phòng ngủ tầng 2 của ngôi nhà. Đây ạ,
Hướng nhà là hướng đông bắc, mặt tiền của ngôi nhà là 3m6. Giá chào bán của cái căn nhà này là 3 tỷ. Với quý khách hàng nào có khoảng tầm 1 tỷ là đã có thể sở hữu cho mình căn nhà này rồi. Tiện ích sinh hoạt xung quanh đầy đủ, gần những với lại chợ, trường, phường, trạm, gần với những cái bệnh viện lớn và gần với lại tổ hợp khu chung cư của Kiến Hưng. Đồng thời gần với lại cái vị trí Kiến Hưng Luxury thì chắc quý khách hàng nào cũng biết, từ vị trí của ngôi nhà này mà ra tới đó chỉ tầm 500m thôi, rất là tiện. Cái phần phòng ngủ này thì có đầy đủ cửa sổ hướng ra phía bên ngoài. Bên ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp và bên trong là cửa sắt sơn tĩnh điện, đáp ứng đầy đủ an ninh cho cái ngôi nhà này. Cửa thông phòng thiết kế toàn bộ là cửa gỗ lim nha mọi người. Đó. Ngoài ra phía tầng 2 còn có một phòng vệ sinh, đáp ứng đầy đủ công năng cho một hộ gia đình sử dụng, đầy đủ bồn cầu, hệ thống sen cây tắm cũng như là hệ thống lavabo. Mời khách hàng theo em lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà, khám phá ngôi nhà này xem tầng 3 thiết kế như nào nhé. Và với tầng 3 của ngôi nhà thì được thiết kế như sau, gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Thì trên phía tầng 3 này, 2 phòng ngủ và phía tầng 2, 1 phòng ngủ là đã có 3 phòng ngủ riêng biệt rồi nha mọi người. Mỗi phòng ngủ này thì phòng ngủ bên trong rộng hơn một chút, nó khoảng tầm 10m2. Và bên ngoài kia thì nó khoảng tầm 9m2 thôi mọi người ạ. Đó. Và hệ thống giếng trời đây, rất là thoáng. Tiếp theo đó là căn phòng ngủ ở phía mặt ngoài tầng 3, thiết kế giống hệt tương tự như tầng 2 thôi. Như vậy căn nhà này đã có 3 phòng ngủ riêng biệt, phòng bếp, phòng khách, phòng thờ, sân phơi, rất là đầy đủ chi tiết, đáp ứng đầy đủ công năng cho một hộ gia đình sử dụng. Với cái vị trí của cái ngôi nhà này thì vô cùng hợp lý nha mọi người. Tiếp theo Ngọc Ánh mời mọi người lên phía tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Tầng 4 của ngôi nhà này thì thiết kế như sau, gồm một khu vực để máy giặt, một khu vực phòng thờ và một khu vực sân phơi nha quý vị. Đây chính là khu vực phòng thờ của ngôi nhà. Phòng nào cũng có đầy đủ ánh sáng vào trong căn nhà này. Mọi người có thể nhìn thấy qua cái ô khung cửa sổ này giúp em, là bên xung quanh rất là nhiều nhà cao tầng cũng như là khu dân cư đông đúc. Đó. Cái vị trí xây dựng độc lập cũng như là cái giá bán vô cùng hợp lý với cái khu vực này nha mọi người. Đây chính là phần sân phơi của ngôi nhà, rất là rộng, rất là thoáng, hai mặt thoáng luôn nha mọi người ạ. Và ngay đằng sau lưng là có cái tòa chung cư. Và từ vị trí ngôi nhà có thể nhìn thấy khách sạn Mường Thanh Sa La nha mọi người. Đó. Ngoài xin nhắc lại một chút với quý khách hàng về cái căn nhà này, thuộc Mậu Lương, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Giá chào bán là 3 tỷ và đã có đầy đủ sổ đỏ chính chủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ. 37m2, hướng nhà đông bắc, thiết kế và xây dựng là 4 tầng. Quý khách hàng muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa về căn nhà này, vui lòng gọi điện cho em theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ em. Nhớ đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những bất động sản tiếp theo của nhà tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.